lần mà về Việt Nam á, còn mê nhất mấy này mấy ơi. Trời Gì? ơi, mùa này mùa hè là ăn trái cây đã luôn đó ha. Dạ, tháng 5 là trái cây quá trời trời ơi, chôm chôm nè, lắm luôn măng cụt nè, đủ bông thứ bông nè, dâu da nè, tao nói đùm la hết. Ừ. Mít nè, mai mốt có mít tố nữ nữa. Ừ. Đúng rồi, mua chùm để nhiêu tiền? 100.000 không? Ừ. Mắc vô quỷ luôn á mà. Tại vì nó còn đầu mùa mà. Bán nhiêu biết không? 120.000. Một chùm như đây bị lớn. Chưa đựng ký lô mới có. Tại được nó mới có đầu mùa chứ. 600 gram. Chưa vô mùa. Mà nhiều lúc mày biết hả? Đi mua đồ á. Sợ bị chặt chém á, nhờ nhìn ta nhìn biết, nhìn ta nhìn mình biết á. Chùm kính mít luôn. Vậy mà người ta nghe tiếng, người ta nghe tiếng, người ta nghe tiếng người ta vẫn biết như thường. Người ta nghe tiếng người ta vẫn biết như thường. Mới chạy ra mua bịch măng cụt. Hét giá 60.000. Trả giá 50 không bán. Thôi anh bán cho em đi. Rồi trả 60.000, trả bên kia thấy bên kia bán 45.000. Trời điên thiệt chứ. Trời điên thiệt luôn mà. Điên thiệt luôn mà. Ngon không? Ngon. Nó còn vui nha, về vui quá. Ừ. Rồi hè mày có thích ăn gì không? Nếu mà thích ăn gì còn ở đây tranh thủ nấu cho mày ăn. Ừ. Giờ lại giờ có trái cây rất là nhiều nè, có măng cụt nè. Rồi giờ làm cái món gà măng cụt đi. Ừ. Năm ngoái mày ăn lần mê mê rồi đó. Ừ, ăn lần ngon quá trời ngon luôn. Ok. Vậy thì bây giờ thì con sẽ đi ra chợ mua món măng cụt về làm món gỏi gà măng cụt cho mày ăn. Năm nay người ta hay đồn là hả? Là măng cụt bồn bon với lại là sầu riêng với lại là mãng cầu là tâm tai, nhưng mà không hề nha mẹ. Tâm tai nó mà nói chính xác hơn là tâm tai của con gà nha mọi người. Tâm tai của con gà, cho nên năm nay con sẽ làm cho mẹ ăn cái món mà gọi là tâm tai đang hót hòn hòn luôn, được gọi là gỏi gà măng cụt nha mọi người. Ok, mẹ thích thì con chiều nha. Ok, cảm ơn mình con. Sẽ đi mua ăn. Rồi phía bên đây thì mẹ Quỳnh sẽ chuẩn bị là gừng nha mọi người. Ở đây thì Quỳnh với mẹ Quỳnh chuẩn bị là gừng nè, một ít là tỏi và một ít là củ hành tím. Thì cái phần này một chút nữa thì Quỳnh sẽ bắt đầu là Quỳnh cho vào bên trong cái nồi nước nha. Chợ này mới mua ba con gà ngon quá trời ngon nè. Ngon mẹ ha. Về Việt Nam thì Quỳnh mới là hả mua được cái gà ta thả giường mới ngon nha mọi người. Với lại là trên YouTube thì nó cũng khó quá trời mọi người ơi, cho nên là hôm nay Quỳnh nấu á luôn phải cắt cái đầu để riêng ra, để cái đầu vô trong video tự nhiên nó vàng tiền hết trơn mọi người. Bên đây thì Quỳnh với mẹ Quỳnh chuẩn bị cái nồi nước rồi nha. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu là mình cho gà vào nha. Rồi mọi người ơi, trong lúc mà mẹ Quỳnh lau lá chuối bên đây thì bây giờ Quỳnh sẽ bắt đầu là mình bỏ một ít là cái bột nghệ nha vào bên trong nồi để mà mình luộc cái gà lên cho cái gà nó có cái màu sắc lên đẹp nha mọi người. Cái công đoạn này rất là quan trọng nha. Rồi Quỳnh cho tiếp vào đây là một ít bột ngọt nha. Rồi Quỳnh sẽ cho tiếp vào đây là khoảng là 4 đến 5 muỗng là muối nha. Tại hôm nay Quỳnh luộc cái nồi gà này tổng cộng là 3 con á, và nước nó hơi nhiều nha mọi người, phải bỏ vậy cho nó đậm đà nha. Rồi Quỳnh thêm vào đây là một ít bột nêm nữa nha. Rồi sau đó Quỳnh sẽ quậy đều cái nồi này đi. Đầu cho gà vô nha. Gà này thì Quỳnh mua đã được làm sạch rồi, Quỳnh về Quỳnh chạ muối sạch sẽ nha mọi người. Rồi cho vô con thứ hai ha. Rồi bắt đầu tới con thứ ba luôn mọi người. Bắt đầu tới con thứ ba luôn. Con gà thứ ba. Cho tiếp vào hết là mấy cái chân luôn nè. Ở đây là cái phần hồi nãy mẹ Quỳnh là cắt ra ha. Bây giờ Quỳnh sẽ cho vào đây là củ hành nè. Rồi tiếp đến là ở đây là gừng cũng như hành tím và tỏi đã chuẩn bị sẵn ha, để cho mình nấu cái nồi này lên. Nó thơm nhất nách luôn nha mọi người ơi. Nó thơm nhất nách luôn đó. Gà Quỳnh bỏ nè mọi người. Ba con vừa ngập vô hết cả một cái nồi luôn. Nói thiệt với mọi người chứ mọi người biết á, mọi người hay hỏi Quỳnh, Quỳnh ơi, nhà Quỳnh ở Việt Nam mà nấu cái nồi nào nồi nó cũng bự vậy hả? Không giấu với mọi người chứ hôm bữa mua cái nồi này đầu tư để làm con cua quần đế cho má mình ăn nha mọi người. Cho nên nó mới có cái nồi này nha mọi người. Trời ơi, cái nồi này mua hả nó cũng tiền không nha mọi người. Mua cái nồi inox này không mà hết cả triệu mấy luôn đó mọi người. Giả mang thiệt mọi người. Rồi ok, mình sẽ bật lửa lên nha. Bắt đầu mình nấu nha. Rồi mình đẩy nắp lại luôn. Ơi, hôm nay thì Quỳnh chuẩn bị ở đây là 3kg măng cụt mà Quỳnh đã mua sẵn nha mọi người. Đó, bởi vì là Quỳnh muốn biết đá biết vàng với người ta, cho nên là mới mua thử luôn cả là 1kg măng cụt sống để về mình gọt thử coi cái cảm giác là như thế nào. Nghe mọi người nói là gọt muốn xúc sên đúng không mọi người? Cho nên là hôm nay mình mua về mình gọt thử nha. Mẹ Quỳnh ở bên đây thì đang chuẩn bị cho Quỳnh là một ít là cái cà rốt sắc sợi và một ít là cái củ hành á, cho nên là bây giờ thì mình sẽ qua mình làm tới công đoạn là mình sẽ cắt cái phần
măng cục sống này nha. Rồi ở đây thì Quỳnh chuẩn bị cái vòi nước, Quỳnh gọt ở dưới vòi nước nha mọi người. Rồi đầu tiên thì Quỳnh cắt cái phần đầu nè, trời đó mọi người thấy không, cái phần nhựa của nó ra khủng khiếp, nó ra mà trắng tươi y như là sữa luôn á. Rồi bắt đầu mình sẽ gọt phần bên đây. Mình gọt vòng vòng hết cái trái ha. Rồi mình gọt tới phần đít nè. Rồi phần này mình sẽ gọt tròn, mình sẽ gọt bầu cái phần này. Rồi bây giờ thì hả, theo Quỳnh á, muốn gọt nhanh mình gọt không nửa ra nha mọi người. Gọt phần nửa ra. Đó, mình gọt phần nửa ra, bắt đầu mình tách từ từ ra nè. Đó. Đây nè mọi người ơi. Mình tách để như mình lột ra nè, đó, mình lột ra nè. Đó. Nè mình lột đựng miếng rồi nữa ha. Mà công đoạn này cũng hơi bị phê nha. Phải dùng dao nha mọi người. Này thì mình đã lọc được phân nửa nè. Chứ mà mình làm cái kiểu kia nó rất là lâu nha. Tại vì người ta bán cho mình, người ta phải làm kiểu đó nha mọi người. Còn ở nhà mình ăn mà mình muốn gọt kiểu kia là súp sên. Súp sên đó mà đậu đường nửa trái nè mọi người. Bỏ đi phần này thôi. Đó. Là bây giờ là mình đã được nửa trái măng cụt vậy ha. Rất là nhanh luôn. Rồi. Phần bên đây thì mình cũng là sẽ làm tương tự ha. Mình sẽ lận cái phần này ra. Mà làm cái này mình mọi người nhớ đeo bao tay nha. Tại vì cái mũ của này nó rất là dơ, nó rất là đen á mọi người, nó đen như rau muống nữa. Cho nên là hả, mình làm chút nữa là cái tay mình đen xì lì hết nha mọi người ơi. Biết là mình làm bằng tay thì nó sẽ lẹ hơn. Nhưng mà một chút nữa mình lấy đó mọi người thấy không? Mình chỉ cần lột dày ngắt ngắt ra nửa trái là mình làm rất là nhanh luôn nè. Đó. Đó ok. Rồi sau khi mà mình làm xong á, một trái nè. Thì mình cắt nửa trái là nó sẽ làm rất là nhanh mà nha. Đây là nửa trái mà Quỳnh vừa làm xong. Nếu mà làm theo cách của Quỳnh thì sẽ không gọt súp sên nha mọi người. Không gọt súp sên nha. Đây thì Quỳnh cũng sẽ là cắt củ hành nha. Củ hành bên đây thì Quỳnh cũng sẽ cắt ra là sợi nha. Quỳnh chuẩn bị ở củ hành xong á, bây giờ Quỳnh sẽ chuẩn bị tới cái phần nước trộn nha. Hôm nay thì Quỳnh trộn là chung với lại là tắc và chanh nha, để cho nó thơm nha. Đây là Quỳnh cắt phần tắc ra nha. Chanh thường thường Quỳnh cắt á, Quỳnh cắt ra làm ba như thế này nè, để mình dễ lấy được phần nước ha. Trời ơi, chanh hôm nay ngon kìa, không có hộp luôn. Rồi sau khi mà Quỳnh cắt ra xong á, thì bây giờ Quỳnh sẽ nặn lấy nước nha mọi người. Thì ở đây thì Quỳnh sẽ cho thêm là tắc á, để cho nó thơm cái mùi vị nha. Đó, trời ơi, thơm lừng luôn mọi người. Hôm nay mua được mấy trái chanh không hạt. Bây giờ bên Việt Nam mình chắc chuộng chanh gì dữ lắm ha. Thơm ha. Chanh ở bên Việt Nam về xài được chanh xanh thấy thích đó mọi người. Chứ chanh ở bên Nhật á, chanh vàng á, nó không có chua mọi người, nó không có chua luôn á. Đó, mình được một chén rồi ha. À, ngon quá ha. Chú ơi, vớt ra đây nha. Mày vớt đi mà, chín rồi đó. À, ngon quá. Vớt cẩn thận nha. Ây da, con gà bự dữ ta. Con này bự quá trời bự. Quá trời mập luôn. Wow. Mình sẽ để gà ở đây nha, cho nó nguội bớt nha mọi người. Wow, quá ngon luôn. À mọi người ơi, ở bên đây thì Quỳnh chuẩn bị một cái chảo dầu á, bên đây thì Quỳnh sẽ bắt đầu là Quỳnh chiên cái bánh phồng tôm nha. Bánh phồng tôm bây giờ ở bên Việt Nam nó làm nhiều thứ ghê ha, nó làm luôn cả bánh phồng mực luôn. Bánh phồng mực. Cho ăn toàn hải sản luôn, quá đã luôn, quá sướng luôn. Đó. Đó thì mình nóng là nóng, nó nóng rất là nhanh luôn. Đó, nó nở là rất là nhanh luôn mọi người. Đó. Cái bánh này Quỳnh rất là mê nha. Sa cũng rất là mê. Bởi vì là ăn cái vị rất là thích đó mọi người, nó giòn. Rồi ăn cái vị nó ngọt ngọt, mặn mặn, ngọt ngọt mặn mặn. Mọi người ơi, hồi nãy ở trong đây nè, thì là hả Quỳnh luộc á, bây giờ Quỳnh sẽ vớt hết mấy cái mảng trên đây, hay còn gọi là cái nước mỡ gà nha. Thì cái nước mỡ này á, Quỳnh dùng để mà Quỳnh trộn nha mọi người. Thì nó thơm và nó đậm đà cái món gỏi của mình hơn nha.
Đó, thông thường đó là Quỳnh làm gỏi, Quỳnh hay làm vậy ha. Quỳnh chia sẻ cho mọi người để mọi người làm để mình ăn cho nó ngon hơn nha mọi người. Đó. Rồi mình vớt được mớ rồi mọi người. Tuy nó vàng vàng nhưng mà nhìn lên nó sẽ hấp dẫn món mình ha. Thì bây giờ thì Quỳnh sẽ bắt đầu là Quỳnh pha tới công đoạn là cái nước mà Quỳnh trộn cái phần củ hành nha. Hành tím, hành đỏ, hành tím, hành trắng và củ cà rốt nha. Rồi Quỳnh múc ít ra nè. Rồi sau đó thì Quỳnh sẽ cho đường vô. Thì cái này của Quỳnh ở đây là nó gồm có là tắc với lại chanh đó, cho nên là cái vị của nó thì nó cũng chua nha mọi người. Cho nên mình gia giảm nha. Rồi Quỳnh sẽ cho tiếp vào đây là một chút xíu nước mắm nữa nha. Rồi mình quậy đều cái phần này lên để cho nó tan nha. Nó phải có vị chua chua, ngọt ngọt, mặn mặn chút xíu nha mọi người. Rồi bây giờ thì Quỳnh sẽ cho vô nha. Cho vô trong cái phần là rau củ mình mới chuẩn bị nè. Rồi mình trộn đều lên. Trời, nó lên cái màu đẹp ghê mọi người. Quá đẹp luôn. Rồi cái phần này á, quay mặt chị em. Cái phần này á thì Quỳnh sẽ để khoảng là 15 phút nha. Để cho nó ngấm gia vị nha. Nhưng mà mình để càng lâu nó càng ngon nha mọi người. Ok. Rồi bắt đầu tiếp Quỳnh đây, làm nước chấm. Rồi Quỳnh cũng sẽ làm cái nước chấm gỏi luôn nha mọi người. Quỳnh thành theo tỷ lệ 1:1 nha. Cho vào đây là 2 muỗng đường nha. Tiếp theo thì Quỳnh sẽ cho vào đây là 2 muỗng nước nha mọi người. Nước ở đây Quỳnh sử dụng là nước ấm nha. 2 muỗng nước ấm. Rồi mình sẽ quậy đều cái phần này nha. Nếu mà bạn nào thích á thì mình có thể cho vào bên trong cái phần này là một chút xíu là bột ngọt nha. Còn không thì mình không cho vào cũng được nha. Rồi Quỳnh sẽ cho tiếp vào đây là 2 muỗng nước mắm nữa. Ở bên đây thì Quỳnh có nước cốt tắc với nước cốt chanh, nó Quỳnh cho vào nha. Mình cho vào gia giảm nha mọi người. Cái này là tùy theo mình thích ăn chua nhiều hay chua ít ha. Rồi mình cho vào. Rồi sau đó thì Quỳnh sẽ cho là tỏi với ớt vào nha. Rồi cho vô. Rồi là Quỳnh đã được một chén nước mắm nha. Để mà mình ăn chung với gỏi ngày hôm nay nha mọi người. Đó ngon quá trời. Ở đây á thì Quỳnh có là cái chén nước mỡ mà nãy Quỳnh múc ở trong nồi đó đó mọi người. Cái chén nước mỡ này thì Quỳnh bỏ vô để mà chút nữa Quỳnh trộn chung với lại gỏi măng cụt nha. Quỳnh múc cái phần nước chanh với nước tắc này ra, làm hai chén riêng biệt luôn. Bên đây thì Quỳnh sẽ dùng để mà Quỳnh trộn với gà trước để cho gà nó thấm nha. Quỳnh sẽ cho vào đây là đường nè, bên đây cũng cho đường luôn. Tiếp đến là Quỳnh sẽ cho phần nước mắm nè. Bên đây cũng cho ít nước mắm luôn. Rồi mình sẽ quậy đều lên nha. Thì cái nước mà mình trộn với gỏi nó phải chua nha mấy người. Nó chua mà nó chua 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 ngọt ngọt nha, mà nó phải chua đậm hơn nha. Thì khi mình trộn gỏi nó sẽ bị lạc nha, nước gỏi nó ra nước nó sẽ bị lạc nha. Còn bên đây thì cái phần mà mình ngâm gà thì cũng vậy luôn nha, quậy đều lên luôn. Bên đây mình sẽ cho cái phần tỏi ớt vô để mà mình trộn chung với gỏi cho nó ngon nha. Mình nêm nếm lại cho nó vừa khẩu vị, chua chua ngọt ngọt nha. Cái vị vừa nha mọi người. Rồi cái chén bên đây để ăn gà. Vừa nha mọi người. Ngon quá. Cái ngon gà này hôm nay con mua là cái cô đó cũng nói là gà ngon lắm nha. Bởi vì là gà trống thì thường nó sẽ già chạy nhiều á, nó dai hơn nhiều. Về đây con ăn gà ta cho nó đã. Bởi vậy, gà ta đây ngon chạy bộ á. Bởi vậy ở bên kia thầy mình chết luôn, kiếm được con gà ta ăn chết mòn răng. Rồi Quỳnh sẽ cho hết cái phần mà hả cái nước mà Quỳnh đã chuẩn bị nha, để mà Quỳnh vô Quỳnh trộn gà nha mọi người. Để cho cái gà của Quỳnh á nó thấm đẫm gia vị nha, nó mới ngon và hấp dẫn nha mọi người. Đó Quỳnh trộn lên. Thì cái phần gà này Quỳnh cũng sẽ ngâm nha. Quỳnh ngâm ít nhất là khoảng 15 phút. Nếu mình có thời gian á thì mình sẽ ngâm là khoảng là nửa tiếng nha. Trời ơi nghe cái mùi nó hấp dẫn quá mọi người. Chịu không nổi luôn. Thèm quá. Nhưng mà phải để dằn bụng lại để chút mình ăn cho nó đã nha. Rồi sau cùng thì mình sẽ cắt tế là măng cụt nha mọi người. Măng cụt thì trái nhỏ thì mình sẽ cắt làm 2 ha, còn trái lớn thì mình sẽ cắt làm 3 nha. Đó mình cắt vậy thôi. Rồi cuối cùng thì mình chuẩn bị rau thơm mình cắt luôn nha. Mọi người ơi, đây là một cái bàn mà hả rau củ quả gà mà nãy giờ Quỳnh đã chuẩn bị xong nha mọi người. Trời ơi, muốn ăn cái món này thật sự đi ra ngoài ăn rất là nhanh luôn. Nhưng mà ở nhà là làm rất là nhiều công đoạn để có được một cái món ăn ngon như thế này. Thì thật là phải nói là muốn ăn là phải lăn vào bếp nha mọi người ơi. Đó,
quá trời quá ngon luôn, quá xá đã. Rồi mọi người ơi, ở đây thì là cái thao mà Quỳnh chuẩn bị nha. Ở đây là gồm là 3,5 kg măng cụt nha, Quỳnh đã chuẩn bị nha. Quỳnh đã cắt ra xong, bây giờ Quỳnh sẽ cho cái gà vào phía bên trong nha mọi người. Đó, cái phần gà thì ở đây thì Quỳnh xé có 2 con thôi, một con Quỳnh để chân ở trên mình xé ra mình chấm muối mình ăn ha. Rồi và đây nha mọi người ơi, đây là cái phần nước trộn nè, mà nãy á Quỳnh đã chia sẻ với mọi người ha. Bây giờ thì Quỳnh sẽ cho cái phần nước trộn vô luôn nè. Đó, cho hết cái phần nước trộn vô luôn, rất là hấp dẫn luôn. Đưa qua cho má chị. Rồi rồi bắt đầu trộn nè nha. Khoan nữa, đưa cái kia luôn em, đưa cái kia luôn, tại vì cái này nó cũng thấm gia vị, thấy không? Thì ở bên đây á là cái phần rau củ nè, thì bên đây Quỳnh sẽ dắt bớt ra nha, tại vì nước nhiều lắm mọi người, để dắt bớt nước ra, chủ yếu là cho cái phần này nó không bị hăng thôi. Bây giờ nó cũng đã thấm hết rồi thì mình cho vào để mình trộn thôi. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu trộn lên nha. Gà nè, rau củ nè, măng cụt nè. Ôi, cái màu đẹp nhất nách luôn mọi người, nhức nhối tâm hồn luôn. Mọi người sẽ hỏi Quỳnh, trời Quỳnh ơi, Quỳnh làm cái mâm này chắc ăn cả đại đội luôn. Ăn cả đại đội luôn. Thật sự năm ngoái mọi người biết không, Quỳnh làm cái món này á, Quỳnh không có làm món này mà Quỳnh order về á, má Quỳnh ăn không có đủ nha mọi người. Má Quỳnh nói trời ơi mày order cái gì mà về tao ăn 3 xỉa hết hết trơn cái mâm, không có đủ luôn. Năm nay làm cho má Quỳnh ăn cho gọi là sao, ăn mà sợ luôn, năm sau không dám ăn lại cái món này. Sau khi mà trộn lên xong á mọi người, mình sẽ là nêm nếm lại nha, cho vừa khẩu vị nha. Thì là Quỳnh nêm rất là vừa vị luôn. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm cho cái phần rau vô nha. Rồi bây giờ mình trộn lên nha. Và phần sau cùng là mình trộn cái phần rau thơm lên. Trời ơi nó thơm khủng khiếp luôn mọi người, thơm nhức nhối tâm hồn luôn nè. Quá xá đà, quá xá ngon. Trời ơi nhức nhối luôn mọi người. Rồi sau cùng nha mọi người, sẽ là công đoạn mình cho là hành phi vô nha. Rồi tiếp đến là đậu phộng nha. Cái này mình cho vô sau nha mọi người, tại vì mình cho vô trước á là nó giòn á, nó dễ bị mềm lắm nha. Rồi mình trộn sơ một vòng nữa là mình cho ra ngoài cái khay là mình đem lên mình ăn nha mọi người. Trời ơi đủ màu sắc luôn nha mọi người, tím, vàng, trắng, đỏ, đúng ngon đúng đẹp luôn nha mọi người. Wow, hấp dẫn luôn nè, quá hấp dẫn luôn. Rồi xin mời mọi người. Rồi bây giờ thì Quỳnh cũng sẽ xé cái đùi ăn luôn nha mọi người. Trời ơi chị Việt Nam ăn được cái gọi là gà thả giường rất thích mọi người. Ở bên đây thì Quỳnh sẽ chấm chung với một ít nước mắm nha. Quỳnh thích nước mắm mọi người, một ít nước mắm này nè. Mẹ ăn nước mắm, muốn nước mắm cho mẹ nha. Rồi mình chấm nha. Rồi mời mọi người ăn nha. Ăn ngon vậy? Ngon vậy mọi. Cái nước gà ngon nhất mắt luôn à. Dạ dạ. Ừ. Đúng là cái chị đã nói luôn. Ăn gà, gà gì vậy nè. Gà trống, ngon. Gà trống ăn chó đã đi. Bà cho tiền. Được. Mà ai gợi ý cho mẹ cái món này vậy? Hả? Mẹ coi mẹ lướt Facebook hay mẹ nghe ai nói mà mẹ đòi ăn món này nữa? Coi thấy người ta làm. Má Quỳnh năm ngoái ăn thử lần ghiền mà. Quỳnh cũng ghiền luôn. Năm ngoái ăn thử đúng một lần. Đúng ngon luôn. Làm
Okay. Hôm nay phải thú nhận với mọi người là Quỳnh mua tổng cộng là nhiêu ký ta? 3 ký là bán nhiêu ta? 3 ký là con chuyển khoản là tổng cộng là 920 ngàn nha mọi người. 3 ký băng cục sắt sẵn với 2 ký là chưa sắt nha, tổng cộng là 920 ngàn. Chưa tính tiền phí ship nha mọi người, chưa tính tiền phí ship với măng cục nữa nha. Trời ghê thật mà. Măng cục 50 ngàn. Măng ở đâu mà? Măng cục chưa. Măng cục chưa có ấy mà hả? Giả mang được ơi, mà công nhận gọt cực ghê mọi người. Nếu mà mọi người gọt theo cách của Quỳnh nãy á thì nó sẽ nhanh nha. Cắt nửa trái ra, nó sẽ nhanh. Còn gọt nguyên trái nha, lâu lắm. Mà người ta gọt cho mình, người ta gọt cũng đẹp lắm mà. Ha. Người ta là chuyên nghiệp. Mình làm nó cũng giống như hồi xưa mày bán thơm gì đó. Mình gọt lúc đầu mình không phải chuyên nghiệp, mình gọt thấy hơn thuốc mà. Cái lúc mình gọt chuyên nghiệp chứ thơm đẹp ơi là đẹp mà. Bây giờ mình phải tập từ từ. Đâu không nói ra mà làm được. Con để sẵn cho đây mẹ ha. Ăn nhiều mà ăn chua chua ngọt ngọt kích lắm mọi người. Mà phải công nhận trái này nó mũ giả màng rồi mà ha. Ngọt quá. Cắt trên vỏ nước nha, mà cái mũ nó chảy ra y như sữa luôn mà. Ghê thật. Chảy ra như sữa luôn. Còn cái bao tay thu. Làm xong hết nha mọi người. Cái bao tay nó đen xì lì luôn mọi người. Đen xì lì đen thui luôn. Thế đó mình nghĩ mình đi dùng cái tài rất là đen hồn. Ừ. Đầu tiên mình mới thấy vậy. Còn đó giờ đâu cũng ngủ vậy. Năm nay tâm tan gà tội nghiệp kìa. Tại vì mọi người biết tại sao không? Là bởi vì là bất làm bất cứ món gỏi gì cũng cần có con gà hết trơn. Mọi người chích hai đổi cái phần rau củ thôi. Cho nên đâu có phải là tâm tay măng cục đâu. Hay là tâm tay dâu da, hay là tâm tay mắng cầu đâu mọi người. Mấy bữa nay có thêm món nữa mà. Món sầu riêng. Giỏ sầu riêng chiên giòn mọi người. Chỗ quý biết ăn sao mọi người. Giỏ sao ăn? Giỏ sầu riêng, không. Giỏ sầu riêng là sẽ bỏ hết đi cả cái phần gai đi. Cái phần màu trắng ở trong á, đem nhúng bột chiên. Nghe nói là nghe đồn là ngon như sake vậy đó, còn không biết ngon hay không. Nghe mọi người đồn là ngon như sake. Nghe nói là sầu riêng nướng. Nướng là ăn cái vỏ, ăn cái trứng ở trong thôi. Mình sao đi. Ăn kích giùm không? Với lại cái món này á, làm là phải ăn hết trong ngày nhưng mà không có để qua hết ngày không sao được. Thì trộn á, mình đã trộn chung với lại hắc rồi chanh nữa, nó bị hơi ê nha. Với cái phần ở trên này mà vừa có đậu phộng rồi vừa có luôn cả cái này kia mà ăn nó béo ngon mà ơi. Với phần trên nha. Thôi mình ăn cho đã đi. Hôm nay người ăn cho đã là mẹ nha chứ mấy con. Mẹ đòi ăn món này nha. Còn nói với Quỳnh gì nè mọi người. Tao thấy ở ngoài đường bông phượng nó đầy gì không mày. Nó nở gì mà quá trời qua đất không biết sao hái nữa. Mẹ Quỳnh đang gợi ý qua thêm món nữa là món gỏi gạo qua phượng. Trời ơi, dạo này coi YouTube dữ thần luôn mọi người. Gợi ý qua thêm món gỏi gạo qua phượng nữa mọi người. Trời ơi. Thôi mình ăn rồi, mình tắt cái hộp ở đâu. Cái hộp nó non mà nhỏ xíu à. Hộp nó mới chín sao cái hộp nó bự dữ vậy. Năm nay về á, thấy người ta làm gỏi gà măng cục quá trời luôn, tưởng không ăn được chứ măng cục chín đúng không à. Nhưng mà không. Năm nay con về là đúng mùa đó. Nhưng mới mà không. Đầu. Trước là may mắn cũng ai nó chưa bị tự chủng. Bà Quỳnh. Con về chảy chứ là hết mùa.
gì hết mùa hả? Ngon đâu, còn sâu đâu. Sao hết mùa? Nó bán hết tiếng chín mà đúng không? Hay sao? Nhưng mà ăn nó sâu, có sâu lắm. Sâu hả? Ừ. Rồi nó mới đầu mùa. Hôm bữa mua nè, người ta nói là không còn mà. Không còn. Sống không còn. Vậy hả? Trái cây mà vô đúng mùa là tháng 6, tháng 7 hả mà hả? Tháng 6, tháng 7, tháng 8 nha mọi người. Trời ơi, ăn đã luôn. Ăn đã đời thương nhớ luôn. Bây giờ thì chỉ có là khó có kiếm được vú sữa thôi. Tại vì vú sữa nó sẽ trái mùa mà. Vú sữa là con phải về. Tết, Tết. Tết là mấy con. Chứ mà bây giờ về kiếm trái cây mùa hè là cái gì cũng có không? Ăn là đã. Mẹ Quỳnh cũng mê đi vườn đó mọi người. Mê đi vườn trái cây, mê đi vườn này vườn kia. Con sẽ cho mẹ đi một vườn nữa. Thì đang chuẩn bị book tour đó mọi người. Để đi một cái tour để mà đi hái trái vải nha mọi người. Hái trái vải nha. Trời ơi, Quỳnh rất là mê mọi người. Coi cái video của mấy bạn mà đi hái trái vải, Quỳnh nói thật luôn á. Mê gì đâu luôn. Tại vì có một đợt của Quỳnh ra Hà Nội nha, Quỳnh ăn đúng được trái vải ở ngoài đó. Trời ơi, trái vải gì ha. Nó mọng mà nó bự mà nó to, ăn nó ngọt, nó không hề có một vị đắng, vị chát rồi mấy ha. Còn mấy trái vải đưa vô thành phố Hồ Chí Minh nha mọi người. Trái nhỏ xíu xanh lè ăn vô chát ngậm rồi mấy ha. Chát mà chua nữa. Hái non chứ. Ừ. Hái non đem vô để mà giữ quán sống. Ừ. Nó không có còn ngon. Còn ra ngoài đó trái nào chỉ nấu đỏ mọng luôn, ăn đã thiệt luôn. Mà bữa đi không kịp mà. Đi không kịp cũng tiếc nữa. Mà đi là phải nha, lên cái lịch trước nha mọi người. Chứ mình không lên lịch đó, mình ra trúng cái ngày á, mấy trái bể là nó còn sống, hoặc là người ta đặt hết rồi mọi người, không còn đẹp nữa. Mấy con mình ăn nãy giờ chắc cũng được 1/4 cái mâm mà giảm ăn. Hôm nay cho mẹ ăn mày đã rồi, mày sợ tới năm sau. Tại vì tại sao phải đợi tới năm sau? Đã bởi vì năm sau mới tới mùa của măng cục nữa. Chứ bây giờ mọi người biết không? Đặt mua măng cục sống á mọi người, hầu như thật sự luôn á. Khó mua, muốn hết mùa mà. Giờ chỉ còn măng cục chín à. Người ta hái không kịp ta để bắt đầu á, bảo chín hết. Mà hái bằng cục xanh là nó phải xanh hết rồi nha mọi người, chứ không được đỏ nha. Nó mà đỏ một chút thôi để mấy ngày xanh là chín thôi à. Còn nó phải xanh như là cái loại nãy mình để trên dĩa, nó xanh đi nhưng mà mẹ Quỳnh nói là nhìn giống cái ổi luôn á. Cái ổi hôm qua mình nhìn thấy cái ổi ở trong bà Tây Long, mình nhìn thấy cái ổi có hụt mua ớt hả? Nó chắc mua nó cái cô người ta cho. Người ta cho mày mua, mẹ mày nói chắc cái cô nó có cái định mua cái cô cho mình bạch ổi ăn với mua ớt. Mẹ còn nghĩ vậy chắc là tại này mua bạch ổi. Nó sẽ làm thì mình có nổi đó. Hồi người là ủa không phải, nó có cái cuốn vậy. Cũng làm á. Làm chắc. Trong tủ lạnh à. Có những phóng đó xanh xanh thì mình cũng nổi. Con người nghĩ là ngon hả? Ngon thiệt. Ngon thiệt. Ăn một mâm quá đã luôn rồi. Hôm nay là mẹ đãi gì luôn. Ngon quá mọi người. Thì mọi người ơi, cái video của Quỳnh đến đây thì cũng đã kết thúc rồi. Quỳnh cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi hết cái video của Quỳnh nha. Nếu mọi người yêu thích cái kênh của Quỳnh, mọi người hãy bấm đăng ký, like share kênh YouTube của Quỳnh, cũng như ủng hộ cái trang fanpage và cái kênh TikTok của Quỳnh đấy nha. Quỳnh cảm ơn tất cả mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở video vào ngày mai. Bye bye.